Và sau đây Phương Anh xin được giới thiệu quý vị tiếp theo, Julie, xin mời các quý vị chào mừng. Julie Thịnh Trâm xin kính chúc tất cả quý vị và quý bạn một buổi tối thật vui, luôn được nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Để tiếp nối chương trình, Julie xin trình bày nhạc phẩm See You Will và sống cho tuổi trẻ. Xin quý vị và các bạn nào đã dùng tối xong xin mời đã sẵn nhé. Giờ thì làm gì, tình yêu đưa